Kinh Đại Phương Đặng Đại Tập, quyển 34, Hán dịch Đời Tùy, Tam Tạng Na Liên Đề, Yanasa, phẩm 14, Nhật Tạng, phần 1, Hồi Trì Chánh Pháp. Tôi nghe như vậy. Thời đó Đức Như Lai ở tại vườn Trúc Ca Lan Đà thuộc thành Vương Xá, vô số chư Phật Bồ Tát Thanh Văn mười phương đều tập hợp về, vây quanh bên Phật, để thích phạm thiên tới thiên vương. Các chúng đồng, chạy xoa, cả tác bà Atula, Kalola, Khẩn Đa La, Ma Hầu La Già, ở khắp mười phương cũng về đây hầu Phật. Chư thiên đồng chà xoa cả tất bà Atula Kalola Khẩn Đa La Ma Hầu La Già của các của cõi dục sắc đều hết lòng chiêm ngưỡng Như Lai. Lúc ấy Đức Thế Tôn đang giảng pháp môn Cam Lồ Hư Không Mục Anapana, giảng xong Đức Phật im lặng, tất cả đại chúng từ dưới đất đến trên không cũng im lặng, chắp tay chiêm ngưỡng Phật, vui mừng hưởng pháp vị Cam Lồ. Như người bệnh gặp thuốc hay, đêm tối gặp ánh sáng, người chìm trong nước được cứu lên bờ, như kẻ gặp nguy, được nơi nương tựa. Vô số Bồ Tát Thanh Văn trời rồng, nhân phi nhân khắp cõi Ta Bà, để im lặng chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Khi đó, Phạm Thiên Công Đức Liên Hoa Quang, người từng cúng dường cho lượng chư Phật, trồng canh lành nơi chư Phật, không thói tâm Bồ Đề vô thượng, tu tập tâm từ đúng pháp, liền rời chỗ ngồi, chắp tay hướng về Phật, nói kệ, Đại Thánh Đủ Thần Thông. Đi lại khắp các cõi, tự tại không chướng ngại, hào quang chiếu mười phương, khéo giảng Samatha, tận trí và phương tiện, niệm Anapana và bốn pháp vô lượng. Phật vượt qua sinh tử của cảnh giới ba cõi, viên mãn trí thanh tịnh, vượt trời người tu la, chặt đứt dây ân ái, trừ nghi đến bờ giác, hiểu rõ các Bồ Tát hiện chứng đạt pháp Phật, tâm chúng sinh tán loạn, chìm trong biển sinh tử, như kẻ mù trông thấy, luôn chịu mọi khổ đau, xa lìa thiện tri thức. Không nghe pháp thanh tịnh, rồi lăn trong sinh tử, bị các sự trói buộc. Phật vượt biển sinh tử, từ bi giảng chánh pháp, vì chúng sinh phiền não, chặt đứt lưới sinh tử. Ái là gốc phiền não, chúng sinh luôn nhiễm chấp, Như Lai khéo phân biệt, đoạn hết mọi sinh tử, chính vì nhân si ái, không tu tập công đức. Ai đoạn được si ái, sau căn được tịch tịnh, Đức Mâu Ni Đại Từ, thương yêu giảng chánh pháp. Người nghe đoạn si ái, đạt niết bàn an lạc. Đức Phật nói kệ bảo Phạm Thiên Công Đức Liên Hoa Quang. Quá khứ tu các độ, giờ lại tiếp tục tu, không thích thừa thanh văn và địa bích chi Phật. Tất cả các chúng sinh thường khởi tâm sân hận, ham thích pháp nhị thừa, vì thế luôn chướng ngại. Vì các hoặc chướng đó, thoái mất pháp Như Lai, nếu không có hoặc chướng sẽ trọn vẹn pháp Phật. Cả bốn loài chúng sinh đều cùng đến cõi này, không phải tham ái thân, không phải tu pháp nhiễm. Còn có bậc trí lớn thực hành đạo Bồ Đề, từ lâu đã tu tập định, nhẫn và tổng trì, khéo giữ gìn các căn, an tọa chuyên tâm niệm, an trụ cảnh giới mình, Như Lai phân biệt rõ. Chúng sinh tham đắm dục, Phật giảng pháp bất tịnh, giúp chúng chặt dây chói, viên mãn bảy giác phần, ta không tâm ghen ghét, thương yêu nên giảng giải. Bồ Tát nghe pháp này, không bỏ tâm Bồ Đề, chư Phật khắp mười phương đều tập hợp về đây, ngày đêm luôn gia hộ để pháp Phật trường tồn. Các vị hàng Bồ Tát thương yêu chúng sinh này, thường xin dẫn khoan hỷ, pháp Phật mãi trụ trường tồn. Ta giảng pháp thanh văn, giúp đoạn tâm tham dục, dạy năm ấm các nhập, 18 giới rỗng lặng, 13 Samatha cùng Tỳ Bà Xá Na, đoạn trừ ái khó đoạn, người này được thanh tịnh, tuyết giảng hạnh không lậu, bốn chân đế thanh văn, vì thân yêu chúng sinh và đẹp pháp trường tồn, giải thuyết pháp bốn đế giúp vượt biển sinh tử. Là dạy các Bồ Tát, các vị chớ nghi ngờ, Như Lai vì các vị giảng rõ hạnh Bồ Tát. Nghe vậy, hội chúng đều nghĩ Như Lai định nói pháp thanh văn, không nói đạo Bồ Tát. Các Bồ Tát từ mười phương nghĩ, Như Lai từ bi muốn chúng ta tu tập thiền định ở cõi này để tâm bảo không đoạn, làm cho các chúng trời rộng giả xoa cả tất bà Atula, nhân, phi nhân, chưa tin thì phát lòng tin, đã tin thì tăng trưởng lòng tin, làm cho tất cả chúng sinh được an vui, trừ nghi, viên mãn tám chánh đạo, giúp cho người có phước đức lớn, tiếp tục tu tập pháp lành. Chúng sinh ở mười phương nghĩ, cõi Ta Bà là nơi an lành, phước đức, chúng ta nên cúng dường Phật và Bồ Tát của cõi đó, là nghĩ chúng ta nên hành thiền ở đó.
Thế rồi chúng sinh ấy nhập Tam Muội và Đại La Ni, phóng ra ánh sáng tạo lợi ích an lạc cho mọi loài. Các Bồ Tát đến từ mười phương, có vị tu tập hạnh Bồ Tát suốt trăm đại kiếp, có vị đạt pháp nhẫn vô sinh thập địa, tu tập các pháp công đức như 18 pháp bất cộng, bốn vô sở ý, giới sức của Tam Muội, Đại La Ni, Thắng Nhẫn. Các Bồ Tát phóng ra ánh sáng lớn hoặc như ánh sáng của đèn đuốc lửa giữa đất trống hoặc như ánh sáng của Đế Thích Phạm Thiên, hoặc như ánh sáng của một mặt trời 200.000-300.000 phản ức mặt trời. Ánh sáng đó soi chiếu khiến Tam Thiên Đại Thiên cõi nước chúng sinh gặp được ánh sáng này, thân tâm an lạc như người đang bị nóng bức, lại được vào ao nước mát. Ánh sáng đó trừ hết khổ não ba đường ác, các bệnh đói khát lạnh nóng tham sân si tà chấp, đoạn khổ não cho chúng sinh đang ở trong ngục nơi ba cõi. Chúng sinh ở đấy trồng ánh sáng trùm thấy ánh sáng, thành tâm cung kính cúng dường Tam Bảo, bỏ pháp ác xuyên tu pháp lành. Ánh sáng đó soi sáng tất cả các cõi nước có Phật không Phật tịnh uế ở mười phương. Vậy như đêm dài tối mịt do có ánh sáng của trăm ngàn và ức mặt trời soi rọi, ánh sáng này cũng thế soi rọi cõi nước khắp mười phương. Các Bồ Tát ở những cõi nước đó đưa vào thần lực của Phật để đến cõi Ta Bà, đến nơi các vị an tọa trong tư thế kiết già. Các Bồ Tát đó có vị tu hạnh Bồ Tát suốt trăm ngàn đại kiếp, hành trì trọn vẹn mười địa, tu tập các pháp công đức như 18 pháp bất cộng, bốn vô sở ý. Các vị nhờ sức nơi phước đức nên nhập Tam Muội sâu xa, phóng ra ánh sáng lớn soi khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới, làm cho ánh sáng của Ma Vương, Long Vương, trời người đều biến mất. Đức Phật bảo bốn chúng: các ông nên biết, các Bồ Tát đó nhờ sức của căn lành nên nhập Tam Muội sâu xa, phóng ra ánh sáng soi chiếu Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Chư Phật mười phương tưởng đến cõi này làm việc Phật, tuy về cõi mình, nhưng chư Phật ấy luôn gia hộ các Bồ Tát này, giúp các Bồ Tát nhập thiền định, hiện sức thần thông để Tam Bảo được trường tồn trong hiện tại và vị lai. Với sức thần thông của Bồ Tát làm cho trời rộng Dạ Xoa, La Sát, Atula, Kalola, Khẩn Đa La, Ma Hầu La Dề, những phi nhân nếu chưa tin thì phát khởi lòng tin, tin rồi thì tăng trưởng, siêu tu tập, chánh pháp, hành hóa đúng pháp, tự tại không chướng ngại, không thoái chuyển, viên mãn pháp chân chánh. Vì thế nơi nào có Bồ Tát nơi đó nên xây chùa tháp, giảng đường, thờ xá lợi, kính pháp hình tượng, cúng dường bảy báu, vàng bạc lưu ly, sa cừ, mã não, pha lê, trân châu, ngọc bích, lụa, gấm, y phục, giường đệm, phướng lọng, anh lạc, hương hoa, hương bột, hương xoa, hương đốt, đổi nhà cúng dường, làm cho chúng sinh lo sợ về sinh tử, giúp tu tập chánh pháp. Đức Phật lại bảo: ở đời sau, thiện nam tín nữ nào cúng dường Tam Bảo như vậy, ta sẽ ghi nhận, làm cho người ấy thích tùy thích tu tập ba thừa, không thoái chuyển. Là có chúng sinh cúng dường bằng cách xây dựng tinh xá, một ngôi chùa, vườn rừng nơi chốn kinh hành, hoặc cúng y phục, thức ăn, giường đệm, thuốc men, hoặc cúng giảng đường, tiền thất, nô bọc, ruộng vườn, xe ngựa, lừa, dê, để các tỳ kheo an ổn, tân tâm, tọa thiền, nghiên cứu, tu hành, trúng pháp, trang nghiêm đầy đủ, đạt niết bàn thù thắng để chánh pháp trường tồn. Ta, chúng Bồ Tát Thanh Văn đều cứ nhận việc đó. Vì sao? Vì để chúng sinh ấy được quả báo lớn, xa lì ba đường, không thoái chuyển trong ba thừa, đạt niết bàn, đạt hai lợi ích, pháp tài. Tội sinh nơi nào chúng sinh ấy đều có nhiều của cải, nhưng nhờ nhân đời trước nó không tham tiếc, luôn sẵn lòng ban cho, cúng dường tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thích nơi yên tịnh, buộc tâm tu định của các mọi vật cần dụng để các tỳ kheo an tâm hành pháp, trời rộng Dạ Xoa luôn bảo hộ. Đức Phật lại bảo các tỳ kheo: các ông nên biết, chư Phật mười phương từng đến cõi này nhập thiền định, hiện thần thông, diệt quân ma, lâm vương sáu ác thương yêu, giảng thuyết chánh pháp cho chúng sinh, làm cho Tam Bảo mãi trụ như thế. Hành hóa xong, chư Phật trở về cõi mình, vô số Bồ Tát mười phương vì muốn lại bái cúng dường ta và nghe học chánh pháp, muốn nghe pháp hư không một, muốn vô ngại nên tập hợp về đây. Vì thương yêu chúng sinh, các Bồ Tát nhập định hiện bày sức thần, trừ quân ma, rộng ác, giúp chúng sinh biết bố thí, cúng dường, tu tập công đức, đạt giải thoát trong ba thừa. Đời sau thiện nam tín nữ nào thanh tịnh lòng tin, cúng dường tỳ kheo, hành pháp, bố thí mọi vật như nhà cửa, ruộng vườn, đố bọc, nếu tỳ kheo phá giới, việc khu si,
nhận vật cúng từ tâm thanh tịnh của chúng sinh, dù chỉ một hoa, một trái, đều phải chịu quả báo xấu ác lớn. Hiện tại chịu bốn quả ác, tiếng xấu đồn xa, cha mẹ sư trưởng, anh em quyến thuộc, thân thích, nô bọc đều xa lìa, bị bệnh nguy cấp, nằm trên phân nhơ, đau khổ mà chết, đồ đạc tài sản đã bị năm trường hợp cướp mất. Đời sau lại chịu bốn quả ác, sau khi chết bị đọa vào địa ngục, chịu nhiều khổ não trong cảnh giới ấy. Hết nghiệp địa ngục lại chịu quả súc sinh, quỷ ác, không chân tay. Ở nơi chốn đồng, trống vắng, không uống nước, trải qua hàng trăm ngàn vạn năm chịu nhiều khổ não. Hết nghiệp, lại thọ thân rắn độc, không có mắt. Suốt vô số năm, chỉ ăn heo, ăn đất. Hết nghiệp sinh và cõi người, ở đời năm trượt không được gặp vật, tuy làm người nhưng không có mắt. Tay chân ở nơi vắng vẻ, ăn vật bỏ của thế gian, không được ở chung với người. Sau khi chết lại bị đọa vào địa ngục, thoát khó thoát ba đường ác. Vì sao? Vì thiện nam tín nữ bố thí thanh tịnh, một cố dường tỳ kheo hành pháp, tỳ kheo phá giới, nhận vật thí. Chỉ vì bản thân không vì hành pháp nên chịu tội lớn như vậy. Tỳ kheo phá giới chịu khổ nơi sinh tử, tuy làm người nhưng không được gặp Phật. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai là không thể nghĩ bàn, rất khó được gặp. Tỳ kheo phá giới đoạn bỏ chánh pháp, không siêng tu, không được gặp Tam Bảo, không được gặp Phật ra đời, chịu quả ác như vậy. Nghe lời đó, Đại Đức Già Gia Ca Diếp khóc lóc thảm thương. Bạch Phật, nghe lời Phật có thể chịu khổ địa ngục, quyết không thọ thân phá giới. Vì sao? Tuy được làm người xuất gia, nhưng vì cơm áo lại phạm giới cấm, nhận vật thí thanh tịnh phải chịu khổ như vậy. Phật nói, Ca Diếp, đúng như lời ông nói, ta chịu khổ nơi địa ngục hơn là thọ thân phá giới ấy. Vì sao? Vì tội địa ngục hết sẽ được thoát khổ. Ca Diếp, thân người khó được, chư Phật khó gặp, xuất gia thọ giới Phật lại rất khó. Vì sao? Vì chữ giới sẽ đoạn trừ hết khổ não, lậu hoặc được giải thoát. Ba la môn, sát lợi, tỳ xá, thủ đà, cúng dường tỳ kheo dưới đất thanh tịnh sẽ hành trọn vẹn căn lành phước đức. Họ cúng mọi vật là để tỳ kheo an ổn tu tập. Tỳ kheo lại ngu si phạm giới, bỏ mất căn lành, không thanh tịnh, làm việc trái pháp. Nếu không được cúng dường thì tỳ kheo ấy luôn thiếu thốn. Lại nói, ta có trí lớn, đáng nhận mọi vật cúng hoặc cậy thế lực đoạt vật cúng của tỳ kheo thanh tịnh để thỏa mãn tự thân, cho vật đó không phải là vật của chư tăng, vì thế chịu khổ não. Nghe vậy, vua Tần Bà Ta La bạch Phật, Thế Tôn, tỳ kheo phá giới xâm đoạt vật cúng chịu quả khổ như thế, nếu hàng tại gia chiếm đoạt vật cúng ấy sẽ chịu những tội gì? Phật nói, đại vương, không nên hỏi như vậy. Vua lại hỏi lần nữa. Phật nói, tội ác họ phải chịu rất lớn. Nếu ta nói rõ, tội ác của họ sẽ tăng. Vì sao? Vì ngu si nên chúng xâm đoạt vật cúng thanh tịnh của bốn tộc, nên chịu tội lớn. Nếu nghe ta nói rõ nghiệp quả, sẽ hủy bán không tin, thì phải chịu hai tội nặng, đoạt vật thí và hủy bán lời Phật. Vua lại thưa, Thế Tôn, xin Phật nói cho, xin Phật nói cho. Ở đây sau, Bà La Môn sát lợi, tỳ xá, thủ đà, tinh pháp Phật, biết rõ nhân quả. Sợ tội ác, phàm hành thanh tịnh sẽ tính hiểu nghĩa sâu xa. Trước sau đều lành của Phật tu tập đúng pháp, tạo công đức cúng dường mọi vật cho tỳ kheo hành pháp. Đã bị tỳ kheo phá giới cướp Phật cúng, họ sẽ biết bảo vệ tỳ kheo hành pháp, để vị ấy không bị lăng nhục tổn hại. Phật nói, hay thay, đại vương khéo nói những lời nhiều ý nghĩa. Đại vương ở đời sau, Bà La Môn sát lợi, tỳ xá, thủ đà đạo, cướp vật cúng dường tỳ kheo, trì pháp của bốn tộc, sẽ chịu 20 quả ác trong hiện tại. Chư thiên thiện thần đều xa lánh, tiếng ác đồn xa, bà con, bạn bè trống, chống trái nhau, phải sống với những kẻ thù oán, mất hết tài sản, tâm cuồng loạn, không đủ các căn, thức ngủ không an ổn, luôn bị đói khát, mọi vật ăn vào đều là thuốc độc, xa lìa người thương yêu, thường tranh chấp với người cùng làm, cha mẹ, anh em, vợ con đau bọc không tin lời, bạn bè thường vạch trần việc kín đáo, tài vật bị năm trường hợp cướp mất, thân mắc bệnh nặng, không người chăm sóc, không vừa ý với các vật dụng, hình thể khô gầy, luôn chịu khổ não, nằm trên phân nhơ cho đến chết. Đại dương, sau khi chết, người ấy bị đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu khổ trong một kiếp,
đói thì ăn hòn sắt, khát thì uống nước đồng sôi, mặc toàn sắt nóng, đi đứng nằm ngồi trên đống lửa, xung quanh toàn là lửa, hết nghiệp địa ngục thì sinh vào loài quỷ đói, mạt già sa đà, ở nơi đồng trống không uống nước, không mắt, không tay chân, gió nóng luôn bức bách thân, thân hình lúc nào cũng như bị dao đâm, lăn lóc trên đất, chịu nhiều khổ não. Cốt tủy rã rời, thần hồn mê loạn, luôn gào thét những tiếng hung dữ. Vô số năm trôi qua được sinh vào loài thủy tộc trong biển, thân như khối thịt dài trăm do tuần, mà nơi ở chỉ bằng một do tuần. Nước ở đó sôi như nước đồng nấu, vô số trăm ngàn năm hóa sinh vào chốn đầm vắng nước cỏ diêm phù, thân hình là một đống thịt to như ngọn núi. Gió nóng luôn bức bách thân, bị chim thú tranh nhau mổ rỉa, hết kịp đó lại sinh vào địa ngục, đã qua vô số năm chịu khổ, lại sinh làm quỷ đói, rồi súc sinh, cứ luân hồi cho đến khi tội lỗi bớt dần, để sinh làm người, sinh vào đời năm trượt không có Phật, khi sinh ra đã bị mù, các căn không đủ. Thân hình xấu xí không ai không gớm sợ. Đại vương, tội ác đời sau, những kẻ ấy phải nhận chịu là chạy, vì sao? Vì tính thí, vì cúng dường cho tỳ kheo hành pháp. Nghe thế, nhà vua khóc thương bạch Phật: Thế Tôn, ta chịu đọa vào địa ngục quyết không làm người như thế, vì tội ác quá lớn. Phật bảo đại vương, các hàng bà la môn sát lợi tỳ xã thủ đà, hiện tại và vị lai, nên bảo hộ tỳ kheo hành pháp ngay nơi ở của mình. Nếu thiện nam tín nữ nào cúng dường mọi vật cho tỳ kheo ấy, các ông nên giữ gìn cho để tỳ kheo phá giới và cả ác cướp đoạt. Nếu kẻ cướp đoạt vật thí, các ông hãy theo pháp trừng trị. Thế Tôn, được con quốc dương hoặc các hàng bà la môn sát lợi tỳ xá thủ đà, thấy tỳ kheo xấu ác hoặc kẻ cướp đoạt vật cúng dường của tỳ kheo hành pháp mà không theo đúng pháp trừng trị, thì chịu tội ra sao? Đại vương, Như Lai hỏi ông, ngoài phước đức của chư Phật Như Lai ra, nếu một người có được đầy đủ phước đức của tất cả thành văn bích chư Phật, thì phước đức ấy có nhiều không? Rất nhiều, thưa Thế Tôn. Đại vương, nếu có kẻ ác cắt tay chân, tay mũi của tất cả những người có phước ấy, thì mắc bao nhiêu tội? Nghe vậy, nhà vua đau khổ, khóc thương, không sao kiềm chế được. Phật nói, đại vương sao không đáp? Vua vừa khóc vừa thưa, Thế Tôn, kẻ ấy mắc vô lượng, vô số không thể tính đếm được tội ác. Thế Tôn, tội ác cắt chặt tay chân của một người có đủ phước đức đã không thể tính đếm, huống gì là cắt hại tất cả những người có đủ phước đức. Đại vương, tội lỗi của các hàng bà la môn sát lợi tỳ xá thủ đà không trừng trị kẻ ác hoặc tỳ kheo xấu ác cướp đoạt vật của chúng cúng dường, tỳ kheo hành pháp của thiện nam tín nữ còn hơn tội trên. Thế Tôn, nếu thế việc cai trị đất nước của nhà vua là rất khó. Vì sao? Nếu nhà vua buông lung, sẽ không trừng trị được những kẻ ác ấy. Thế Tôn, nếu nhà vua bà la môn sát lợi tỳ xá thủ đà trừng trị kẻ ác ấy, sẽ được bao nhiêu phước đức? Đại vương, như người có uy lực cứu tất cả người đang bị giam cầm trong ngục, chịu nhiều khổ não ra khỏi ngục tối, đã qua trăm ngàn năm cung cấp mọi vật cần dùng, không để thiếu thốn, người ấy có bao nhiêu phước đức? Thế Tôn, phước đức của người ấy là vô lượng vô biên, không thể tính đếm ví dụ được. Đại vương, phước đức trừng trị kẻ ác của nhà vua bà la môn sát lợi tỳ xá thủ đà kia còn nhiều hơn phước đức của người có uy lực này. Nếu người khuyên dạy những kẻ ác kia biết tội lỗi, không dám cướp vật của chúng, cơ vật cúng của tỳ kheo hành pháp, thì được phước đức rất nhiều. Nhà vua lại thưa, Thế Tôn, nếu bà la môn sát lợi tỳ xá thủ đà bảo vệ và trừng trị kẻ ác cướp đoạt tài vật cúng của một tỳ kheo hành pháp, thì cũng có được rất nhiều công đức. Phật nói, đại vương, ông nói chưa đúng. Vì sao? Trong pháp của ta, từ một đến bốn tỳ kheo hành pháp vẫn không được nhận vật của thường trụ tăng, năm người trở lên mới được nhận. Các tỳ kheo hành pháp dù ở nơi A Lan Nhã hoặc trong chùa viện thường đánh chuông tập trung lại, yết mà Bồ Tát cùng được nhận các vật dụng như y phục, thức ăn, thuốc men, chăn đệm. Dù là trăm ngàn tỳ kheo cùng ở một nơi vẫn ước yết ma Bồ Tát
chứa đều vật dụng, không tham chấp nơi các vật. Không như chim lân đà, tham ăn thịt không bao giờ bỏ dở. Tỳ kheo không như vậy. Đầu giữa cuối đêm, luôn tỉnh ngủ siêng năng đọc tụng kinh luận tọa thiền tọa tu đạo. Quay lưng với sinh tử, hướng đến Niết Bàn. Không khen mình, chê người. Khiêm tốn không cao ngạo, biết đủ trong ăn uống, không phóng ra túng. Buộc niệm tư duy, tâm không giống rỗi siêng năng tu học, từ bi bảo hộ chúng sinh. Đại vương, ai cướp vật của tăng chúng ấy sẽ chịu quả khổ, ai bảo vệ được sẽ được phước lớn. Đại vương, nếu có năm tỳ kheo hành pháp, giới đức thanh tịnh, lo sợ tội lỗi dù nhỏ, hành đúng kinh luật, đọc tụng, khuyên người đọc tụng, không khen mình, chê người, khiêm nhường, ganh ghét, không ganh ghét, thương yêu mọi loài, cầu đạp giải thoát, vượt biển sinh tử, ở nơi chốn đường núi vắng lặng hoặc trong một ngôi chùa, thường tập hợp yết ma Bồ Tát, cùng chia vật dụng, người nào cúng dường năm vị ấy đúng pháp sẽ được phước lớn, nếu cướp đoạt vật cúng của năm vị ấy sẽ chịu tội nặng. Đại vương, năm tỳ kheo ấy có phước đức như biển lớn, là ruộng phước tối thắng của trời người Atula, có thể làm cho chúng sinh thoát khổ, đạt Niết Bàn. Đại vương, giả sử trong chúng tăng, từ 10 đến trăm ngàn người cùng sống một nơi, các hàng bà la môn sát lợi, tỳ xá, thủ đà, tập hợp tăng chúng ấy được cúng dường. Tuy trong chúng ấy có khả cả tỳ kheo xấu ác, nhưng dù chỉ có năm tỳ kheo giữ giới thanh tịnh, siêng tu và việc thế gian hướng đạo Niết Bàn thì vẫn có được phước đức lớn. Đại vương, các vị nên bảo hộ tỳ kheo hành pháp, cung cấp mọi vật dụng, đừng để thiếu thốn, đừng để kẻ ác hãm hại. Nhà vua thưa Thế Tôn, con xin hỏi vài việc mong ngài, mong Như Lai cho phép. Đại vương hãy hỏi. Thế Tôn, tỳ kheo xấu ác sống chung với tỳ kheo hành pháp có được nhận vật cúng không? Phật nói, Đại vương, Như Lai hỏi ông. Giả sử một người, hai người hoặc nhiều, hoàng thân, quốc thích, đại thần tham phạm luật vua, sắp bị xử. Lúc đó nhà vua lại mở hội, các phạm nhân ấy có được dự lễ hội, cùng vui chơi ca hát không? Thế Tôn, các phạm nhân đó không được dự hội, kể cả không được gặp vợ con, huống gì lại được vui chơi. Phật nói, cũng thế, tỳ kheo phá giới không phải sa môn, tự cho là sa môn, không thanh tịnh, tự cho là thanh tịnh, kể như người mù, rồi lăn trong sinh tử. Phạm giới cấm của chư Phật ba đời, không được chư Phật bảo hộ, không phải đệ tử Phật, là đệ tử ma, thường đi trong cõi ác, không thuộc tăng chúng, không được sống, và thọ vật cúng trong tăng chúng, huống gì là vật cúng dường, thường diệu, làm sao được nhận, kẻ ấy không thuộc pháp Phật, xem như là đồ bỏ. Thế Tôn, hành tướng của tỳ kheo phá giới ra sao? Đại vương, tướng phá giới ban đầu rất khó biết, tướng ấy là không thích cúng dường tam bảo, hòa thượng A-xà-lê không tin tu bốn pháp thánh và 37 phẩm trò đạo, tâm tham vật cúng không biết không hổ thẹn, làm bạn với người thế tục, tự khen mình cao ngạo, khinh miệt người khác, không thích nói lời chánh pháp, chỉ thích bàn chuyện thế gian, tạo nghiệp ma, não loạn tăng chúng. Người nói một lời thì nói lại 10 lời, buông lung không khiêm nhường, như thú dữ, chim ác cứ kêu gào để lấn lướt người khác. Tuy xuất gia sống trong tăng chúng, nhưng luôn dối gạt, thâm độc, như kẻ cướp của những người buôn. Tỳ kheo ác là giặc cướp trong chúng tăng, là hoa câu lan trá, không sắc, không hương, tâm không hòa hợp, luôn nói lời, tranh chấp, tham, danh vọng, lợi dưỡng kết bạn với tỳ kheo ác là và kẻ thế tục. Nhưng chưa trộm vật của tăng chúng, nên rất khó biết. Đó là tướng phá giới ban đầu. Nếu trộm tăng vật sẽ là tướng phá giới. Khi hiện tướng phá giới, pháp tỳ kheo sẽ mất, phạm tội ba la di, không phải là sa môn, không được sống chung với tỳ kheo hành pháp, bị đuổi khỏi chúng. Đại phương, tỳ kheo giữ giới thà sống chung với chiên đà la còn hơn là sống chung với tỳ kheo phá giới. Ví như cây khô dễ bị cháy, khi gốc rễ đã cháy, cành lá sẽ không còn. Tỳ kheo phá giới cũng vậy, lửa phá giới tiêu cháy hết công đức, các căn đều hết. Đời sau đọa vào ba đường ác, không từ bi, tạo nghiệp ma, hủy bán hiền thánh, đoạn tiệt tam bảo, làm khô biển pháp, hoại thành pháp, dối gạt tính thí chủ, não loạn chúng thanh tịnh, không tùy thuận chư tăng hành pháp, trộm vật tăng chúng,
tuy được các hàng bà la môn sát lợi tỳ xá thủ đà thí cúng mọi vật, nhưng không được đến cõi trời người đọa trong đường ác. Đại vương, các ông nên biết, tỳ kheo phá giới không biết khổ thiện, trộm vật của tăng chúng làm vật riêng. Tỳ kheo hành pháp cần biết sống chung, không sống chung với tỳ kheo ác, khởi tâm thương yêu, khuyên dạy khiến tỳ kheo ác ra khỏi tăng chúng. Nên nói, chư vị, các vị không nên ở đây khuyên đến lần thứ ba. Nếu tỳ kheo ác đó ra đi thì tốt, nhưng nếu không đi thì tỳ kheo hành pháp không được tức giận mắng nhiếc. Nên nói với vua Bà La Môn Sát Lợi Tỳ Xá Thủ Đà, người có ý lực đó là tỳ kheo sâu ác, luôn não loạn tăng chúng, không để chúng tăng an tâm hành đạo. Xin các vị bảo hộ, đừng để tỳ kheo sâu ác tổn hại. Vua Bà La Môn Sát Lợi Tỳ Xá Thủ Đà còn đuổi các tỳ kheo ác đó. Nếu vua Bà La Môn Sát Lợi Tỳ Xá Thủ Đà nhận tài vật của tỳ kheo ác, không đuổi đi, tỳ kheo hành pháp cũng không nên giận, không tham tài vật, nơi ở im lặng ra đi, đến nơi an ổn hoặc trong núi rừng hoặc chỗ vắng vẻ để ở. Nghe vậy, nhà vua lại khóc thương bạch Phật: Thế Tôn, vì tham tài vật, Bà La Môn Sát Lợi Tỳ Xá Thủ Đà che chở cho tỳ kheo phá giới, để các tỳ kheo hành pháp phải ra đi. Vì tội ấy nên đời sau Bà La Môn sẽ bị đọa nơi địa ngục, chịu vô lượng khổ, rồi lăn mãi trong ba đường ác. Dù hằng hà sa số chư Phật luôn vào sinh tử độ chúng sinh, nhưng các Bà La Môn Sát Lợi Tỳ Xá Thủ Đà đó vẫn không thoát khổ, không được làm người. Vì sao? Vì không nghe lời của tỳ kheo hành pháp, không biết cúng dường tỳ kheo hành pháp. Phật nói: Đại vương, đời sau các hàng Bà La Môn Sát Lợi Tỳ Xá Thủ Đà cúng dường tỳ kheo hành pháp xây chùa tịnh thất hoặc am tranh nơi rừng vắng, cúng các vật dụng ruộng vườn tài vật thuốc men, sẽ được sinh vào dòng cao quý sau cõi trời của nhục giới, hoặc sinh vào cõi Phật được gặp Phật nghe pháp, sớm đạt quả Bồ Đề Vô Thượng. Người nào cầu phước và đạo niết bàn trong pháp ta nên cúng dường tỳ kheo hành pháp. Nhà vua lại thưa: Thế Tôn, nếu các tỳ kheo chỉ phạm tướng phá giới ban đầu, chưa trộm vật của tăng chúng, thì vì sao lại không được sống chung, được hưởng thọ vật dụng với tỳ kheo hành pháp? Phật nói: Như Lai hỏi ông, nếu đại thần tể tướng phạm luật vua, mắc tội nặng nhưng chưa phạm vào tội bị xử giết, người ấy có được dự yến tiệc vui chơi thọ lạc trong hội yến do vua tổ chức không? Thế Tôn, ngay cả việc trông thấy hay còn không muốn được, huống gì là cùng dự yến tiệc, cùng vui chơi. Đại dương, phú là gia tạo nghiệp ác, sẽ bị đọa trong ba đường ác, nhưng lại nhận ruộng vườn xe ngựa của người khác. Kẻ ấy không phải là đệ tử Phật, không phải là sa môn, là kẻ có tội lớn trong pháp Phật ba đời, không được sống chung và hưởng thọ vật dụng với tỳ kheo hành pháp. Nếu các hàng Bà La Môn Sát Lợi thấy tỳ kheo ác sống chung và hưởng vật dụng với tỳ kheo hành pháp mà không đuổi đi, thì đắc tội lớn đối với pháp của chư Phật ba đời. Dù hành trì nhiều pháp thí, các Bà La Môn Sát Lợi đó vẫn không thoát khỏi tội ác, nhất định bị đọa vào ngục A Tỳ. Vì thế, nếu muốn lợi mình, lợi người thì không nên che chở tỳ kheo phá giới. Vì sao? Người cúng dường cho tỳ kheo xấu ác sẽ mất căn lành cõi trời người, đoạn tiền tam bảo, đọa vào cõi ác. Bà La Môn Sát Lợi không che chở tỳ kheo ác, không để tỳ kheo ác sống chung và thọ hưởng vật dụng với tỳ kheo hành pháp. Dù không tu tập pháp khác, các Bà La Môn Sát Lợi đó vẫn là đệ tử của chư Phật ba đời, bảo hộ chánh pháp Phật. Sau khi chết sẽ sinh vào cõi Phật, sớm đạt quả Bồ Đề Vô Thượng. Vì thế, đại vương, các ông đến cúng dường tỳ kheo hành pháp, kể cả thời pháp sắp diệt. Như thế tam bảo được trường tồn. Nếu không bảo hộ tỳ kheo hành pháp, chánh pháp của Phật sẽ diệt, pháp Phật còn sẽ giảm bớt các cõi ác. Vua thưa: Thế Tôn, người nào có thể bảo hộ Phật của chư tăng cúng dường tỳ kheo hành pháp? Phật nói: Đại vương, hai hạng người có thể làm việc ấy: A-la-hán đủ tám giải thoát, các vị đạt quả Tu Đà Hoàn, A-na-hàm, các tỳ kheo khác không thể làm được, vì hoặc thiếu giới, hoặc tâm không bình đẳng. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Quyển 35, Phẩm 14, Nhật Tạng, Phần 2, Đà La Ni 1.
Lúc Đức Phật nêu giảng pháp này cho vua Tận Bà Ta La, cách vô lượng vô số hàng hà xa cõi Phật về phía đông, có cả nước vô tận đức. Phật hiệu Chim Ba Ca Hóa Sắc là Đấng Như Lai ứng cúng đúng mười tôn hiệu, đang giảng pháp di diệu, giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát Nhật Hạnh Tạng bỗng nhìn lên hư không, thấy vô số A Tăng Kỳ Đại Bồ Tát từ phương đông đi về phương Tây, lại thấy ở phương Tây có ánh sáng lớn, các Bồ Tát đi theo hướng ánh sáng. Thấy vậy, Bồ Tát Nhật Hạnh Tạng rồi chỗ ngồi cung kính lại Phật, chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, con thấy trong hư không có vô lượng chư biên Bồ Tát từ phương đông đi về phương Tây, lại thấy ở phương Tây có ánh sáng lớn, các Bồ Tát đi theo hướng ánh sáng. Ánh sáng đó vì sao mà có? Đức Chim Ba Ca Hoa Sắc nói: Thì Nam, cách vô lượng vô biên hàng hà xa cõi nước về phương Tây có cõi Ta Bà. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu Thích Ca Mâu Ni là Đấng Như Lai ứng cúng đủ mười tôn hiệu, tập hợp đại chúng, dùng phương tiện giảng dạy ba thừa, bàn luận pháp môn giáo hóa chúng sinh để chánh pháp trường tồn, Tam Bảo không đoạn mất, pháp hạnh thường tại, ma vương không còn thế lực dẫn phương pháp. Vì thế các đại Bồ Tát đều tập hợp về cõi đó, chư Phật mười phương cũng đã đến đó. Nói Đà La Ni bảo tràng, Đức Thích Ca đã giảng về ba thừa, bốn trí vô ngại, bốn phạm hạnh, bốn giáp pháp cho tất cả đại chúng. Chúng sinh ở cõi Ta Bà từ mặt đất đến hư không đều khao khát, vui thích lắng nghe. Vì sao? Vì pháp Đức Phật Thích Ca giảng như vị cam lộ, tất cả đều chư tâm lãnh hội, không chán mệt. Với nguyện hạnh của Thế Tôn Thích Ca, nên các Bồ Tát mười phương đều tập hợp về. Các Bồ Tát đó có vị tu hành suốt trăm kiếp, có vị đạt một đời thành Phật, có vị tự tu tập 18 pháp bất cộng, có vị đạt trí tuệ vô ngại tự tại và đầy đủ phương tiện. Các Bồ Tát đến đó an tọa, dùng sức phương tiện căn lành nhập tam muội, thân phóng ra vô số ánh sáng, hoặc như ánh sáng một ngọn đèn, hoặc như lửa trên núi cao, hoặc như ánh sáng của 1, 2, 10, 100 ngàn mặt trời, hoặc như ánh sáng của vô số trăm vạn mặt trời. Giới oai lực của chư Bồ Tát ấy nên trụ số tập hợp bao trùm cả tam thiên đại thiên cõi nước, và nhằm khiến cho cõi Ta Bà được trang nghiêm phước đức, bốn đại điều hòa tăng trưởng các địa, chúng sinh cùng khỏe mạnh, đặt bốn niệm xứ tinh tấn, bỏ tham lam, hành bố thí, làm thanh tịnh cõi Phật và chúng sinh. Hơn nữa, các Bồ Tát mười phương cho đến cõi Ta Bà, khi xuất định, thấy ánh sáng này cũng đều muốn đến đây để được gặp Đức Phật Thích Ca và đại chúng, được cung kính lễ bái Phật, được nghe pháp vi diệu, được nghe Đà La Ni đoạn nghiệp ác của chúng sinh và pháp hạnh Nhật Tạng tiêu hủy lưỡi dữ nơi của cảnh giới ma. Các Bồ Tát tập hợp về đó đều tùy sức căn lành của chúng mình mà nhập thiền định. Vậy ông hãy xuất định và nên đến cõi đó. Thì nam, chúng sinh cõi ấy tạo nhiều nghiệp ác, tham ái bị trói buộc trong phiền não. Người nữ thì xấu xí, nhưng tự cho là xinh đẹp. Như kẻ say không tự tỉnh, đầy những câu ác lại tự cho là thanh tịnh, luôn nói lời ác, không chân thật, thích dâm dục, hành hành bất tịnh, ngu tối lại tự cho là có trí, kéo kiệt lại tự cho là luôn bố thí. Tâm dối trá lại hiện tướng chân thật, hay ganh ghét trước việc tốt của người khác, miệng nói lời khen ngợi, nhưng tâm lại tức giận, thích phá hoại, nhưng lại hiện tướng hòa hợp, ta chấp lại cho là chánh kiến. Chúng sinh ở đó cũng có người đạt định thần thông của thân, có người đạt năm thông, có người từng tu bốn thiền, xong lại bị người nữ mê hoặc, tâm đắm nhiễm, bị tham dục sai khiến, chỉ trong chốc lát mất hết công đức, hành đạo và quả ác, vì người nữ mà bị đọa như thế. Thì nam cõi ấy có nhiều sự độc ác. Như vậy, ông có đủ khả năng đến đấy không? Thì nam, ta sẽ trao cho ông Đà La Ni. Ta sẽ nói Đà La Ni tứ đế thuận nhẫn để ông đến đó. Đà La Ni này có sức mạnh tạo nhiều điều lợi ích. Đoạn tham của ba cõi, trừ kiêu mạn, bất tịnh, việc vui chơi ca múa vô ích, dứt trừ chấp ngã, nghi thường đoạn, giới thủ, biên kiến, chúng sinh, chướng ngại, bổ xa, phú già la, tạo nhận sắc thanh hương vị xuất bốn đại, sinh diệt pháp bốn đế. Thuận nhẫn này giúp biết rõ về sắc ấm, thức ấm, 12 nhập 18 giới và sẽ bỏ tất cả, soi rọi các pháp, thấy đạo niết bàn. Vì sao? Chúng sinh ở đó phần nhiều, si ám như kẻ mù. Đà La Ni này bao hàm tạng pháp không thể nghĩ bàn, đoạn trừ mọi tà chấp, đạt tự tại, diệt quân ma, cõi ma, việt ma, hàng phục tất cả ngoại đạo, làm cho rồng độc ác phải kinh sợ, giúp cho thiên chúa vẽ, giúp cho dạ xoa
lành, được an ổn, làm kính sợ Atula Kalola, khiến Khẩn Đa La vui mừng. Ma Hồ La Già hoang sợ, khởi lòng tin nơi xác lợi, giúp Bà La Môn an trụ nơi Pháp Phật, khởi lòng tin nơi Tỳ Xá, làm dưới Thủ Đà, đoạn tham dục nơi người nữ, đem lại an lạc cho bậc học rộng, giúp người tu thiền được an ổn, trừ mọi việc tranh chấp sâu ác, diệt đói khát và nạn chết yểu, trừ giặc cướp, mưa bão, thú dữ, lục lội, hạn hán, lạnh nóng phi thời, khiến chúng sinh hết lo sợ, đạt tận trí và vô sinh trí, cho tan do mình, từ bỏ gánh nặng sinh tử. Đức Phật nói chú. Tả diệt tha, bà duệ, bà giả, bà lý, bà lệ, bà hê, bà ha, bà lý, bà lệ, tất lợi di tỷ, tất lợi di tỷ, bà lý, bà lệ, a bãi, a bả, bà lý, bà lệ, đê thệ, đê xã, bà lý, bà lệ, mạc la, bà lý, bà lệ, kiếp kiệt, kiếp già, bà lý, bà lệ, a lư xí, a lư ca, bà lý, bà lệ, tác tha mê, tác tha ma, bà lý, bà lệ, ác la thệ, ác la xã, bà lý, bà lệ, tỷ la, bà lý, bà lệ, dạ mê, dạ ma, bà lý, bà lệ, a bồ bà, a bồ bà, bà lý, bà lệ, la ma la, ma la bê ác, la gia giả yết la la, la la hà la la, la ma bệ đạp bà. Dỗ na phục đà, giả la di phục đà, yết la ma, ba lý ba lệ, khảm số yết la hê, khảm số yết la hà, ba lý ba lệ. Thâu lô đáng la yết la hê, thâu lô đáng la yết la hà, ba lý ba lệ. Dạ la na yết la hê, dạ ha na yết la ha, bà lý bà lệ. Thập bà yết la hê, thập bà yết la ha, bà lý bà lệ. Ca gia yết la hê, ca gia yết la ha, bà lý bà lệ. Ma na yết la hê, ma na yết la ha, bà lý bà lệ. Tập bạc ác lợi, sa yết la hê, tập bả yết lợi, sa yết la ha, bà lý bà lệ. Bỉnh đa na yết la hê, bỉnh đa na yết la ha, bà lý bà lệ. Đắc lý sắc na yết la hê, đắc lý sắc na yết la ha, ba lý ba lệ. U ba đà na yết la hê, u ba đà na yết la ha, ba lý ba lệ. Bà ma yết la hê, bà ba yết la ha, ba lý ba lệ. Sa đế yết la hê, sa đế yết la ha, ba lý ba lệ. Sa la yết ma la, na yết la hê, sa na ha, sa ha ma na la. Sa ha ma la na yết la ha, ba lý ba lệ. Độc khư sang đa bà yết la hê, độc khư sang đa bà yết la ha, ba lý bà lệ. A la ba la đạp bệ xã yết la hê, a la ba la đạp bệ xã yết la ha, ba lý bà lệ. A bạc đa bỉnh bà đa tả, a bạc la mạc bả ma ta, ngợi bệnh giả, tỳ ni bạc a lợi di giả, yết la bả tác bệnh gia yết đế ta bà ha. Thiện nam, ông hãy tọa trì Đà La Ni này, để đến cõi Ta Bà thăm hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni. Thưa, cách đây vô lượng hằng hà xá cõi Phật về phương Đông, ở cõi vô tận đức, Đức Phật chim ba ca hoa sắc dạy con trao Đà La Ni tử đế thuận nhẫn lên Như Lai, hỏi thăm Như Lai ít bệnh, ít buồn, an lạc, đệ tử có an ổn, có hành đúng pháp Phật không? Đức Thích Ca đã diệt cõi ma và cõi trọng ác, siêu việt trên các thánh, chuyển xe pháp màu, vì chúng sinh nấm trượt, chưa đoạn hết chướng ngại nên ta trao cho Đà La Ni ấy. Người thọ trì đọc tụng Đà La Ni này sẽ có oai lực lớn. Đại Bồ Tát Nhật Hạnh tạng thưa, con đã thọ trì Đà La Ni và đạt oai lực lớn, có thể đến cõi Ta Bà nói lại chú này, nhưng con còn lo ngại. Vì sao? Vì con nghe Phật dạy chúng sinh ở đó nhiều tham dục, người nữ xảo trá thường mê hoặc người, xấu xí lại cho là xinh đẹp, ngu tối lại cho là có trí, khiến cho chúng sinh mà đắm chìm trong tham dục, mê hoặc cả các bậc có đạt trí đạt năm thông, khiến họ mất hết thần thông trí tuệ chỉ trong nháy mắt. Đức Phật bảo, Thiện nam, ông không nên vì sự an lạc của bản thân, phải nên vì lợi ích cho mọi loài mà đến đó. Thiện nam, trong chúng của Đức Phật Thích Ca, có một cư sĩ nam tên là Tỳ Ma La Cật, lẽ nào không phải là hóa thân của ông sao? Bồ Tát im lặng. Phật nói, Thiện nam, sao không trả lời? Phật hỏi đến lần thứ ba, Bồ Tát mới đáp, đúng vậy, Thưa Thế Tôn. Vì giáo hóa chúng sinh ở thế giới ấy nên con hóa hiện mang tên Tỳ Ma La Cật.
chúng sinh ở cõi đó đều gọi con là cư sĩ Tỳ Ma La Cật. Thế Tôn, vì độ sinh nên con hiện thân vô số thân ở các cõi Phật như Phạm Thiên, Đế Thích, các Thiên Vương Diệm Ma, Đâu Xuất Hóa Lạc, Thao Hóa Tự Tại, Rồng, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Đa La, Ma Hầu La Già, Thanh Phán, Bích Chi Phật, Vua Cõi Người, Sát Lợi, Bà La Môn, Trưởng Giả, Phụ Nữ, Đồng Nam, Đồng Nữ, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục. Thế Tôn, 8 vạn Đại Bồ Tát từng tu tập với con cũng muốn đến cõi Ta Bà để diện kiến Đức Thích Ca và đại chúng để nghe Pháp. Song các Bồ Tát có vị chưa định tâm, còn sợ dễ tham nhiễm, gần kẻ ác lại sinh tâm điên đảo. Đức Phật nói, Thì Nam, chớ lo sợ, ta sẽ giảng về các hạnh. Đoạn thọ nhận, Pháp không hình tướng địa phục địa giải thoát đã đến bờ giác. Tánh của Tam Bảo trường tồn không diệt, đại từ bi, giải thoát nhất thiết trí, trừ bóng ma, hàng phục ngoại đạo, đạt tận trí, vô sinh trí, đoạn nghiệp, ấm, thọ mạng. Thì Nam, ta nói Đà La Ni, nhật mãn liên hoa cho các ông. Đà La Ni này làm cho chúng sinh chán ghét lao ngục sinh tử ba cõi, đạt tam muội vô tướng giải thoát, tam ma bạc đề vô tướng, xa trí thân sau cùng nhập niết bàn. Thì Nam, người thọ trì Đà La Ni này sẽ đoạn hết phiền não tham dục, sau khi mạng chúng được sinh lên cõi trời 7 lần, đạt túc mạng trí, không nhiễm dục, đạt quả thánh, để chư thiên cứu dường, hết tuổi thọ ở cõi trời sinh vào cõi người 7 lần. Vì ở trong cõi dục nhưng không nhiễm dục, đạt quả thánh trong cõi người, được mọi người tôn kính, cúng dường. Thiện Nam, người nào chỉ tâm lắng nghe Đà La Ni này 7 lần, sau khi chết sẽ sinh về cõi trời 7 lần. Đạt năm thông là thầy của chư thiên, được chư thiên tôn kính cúng dường, sau khi hết tuổi thọ cõi trời sinh vào cõi người 7 lần. Đạt năm thông là thầy cõi người, được các chúng trời rồng Dạ Xoa Càn Thất Bà Atula cúng dường. Thì Nam, đã có người giảng Đà La Ni này 7 lần cho chư thiên nghe được, chư thiên thiên nữ đều đoạn năm dục, tu thiền định, Sát Lợi Bà La Môn, Thủ Đà Tỳ Xá nghe Đà La Ni này 7 lần sẽ phát tâm xuất gia. Người nữ nghe chú này 7 ngày đêm chuyên tâm thọ trì, sau khi chết chuyển thân thành người nam, thọ sinh ở đâu đều đoạn hết tham dục phiền não, kiên định tâm bồ đề vô thượng, cho đến lúc đạt niết bàn đều không còn thọ thân nữ, trừ phi nguyện thọ thân nữ để độ sinh. Thì Nam, người trì chú này vào thuốc 7 lần, lấy thuốc xoa lên mặt trống, khi đánh trống âm thanh phát ra đến đâu, nơi đó không có mọi việc sâu ác như trùm đập, thuốc độc, phù chú, dâm dục phiền não. Đức Phật liền nói chú: Đa Điệt Ta Tỷ Đà Ma Đế, Tỳ Lư Ca Ma Đế, Lật Lệ Kỳ Đa Hỷ Lợi Sư Âu Chế, Tô Lao Âu Chế, Phật Địa Tùy Phật Địa, Ma Ha Phật Địa, Tước Nô Ma Đề, Tước Nô Ma Đa, Bát Lễ Đệ Sư Đạt Ni, A La Già Ma Lư Bà, A La Già Độ Lư Bà, Bát Đệ Sư Đạt Nị, An Lạc Kỳ Chiến Đà La, Ha Ha Chất Trí, Ha Đị Nhĩ, Ha Đa Ca Ma Bỉnh Kỳ, Ha Đa Phố Na Yết La Bà Bà, Yết La Di Ha, Đa Khảm Tam Bồ Sô Ma Đế, Ha Đa Tỳ Ma Đa Phật Địa, Ha Đa Tỳ Ma Tam Ma Yết Ly, Ha Đa Tam Lão Đa La Xạ Tỳ, Ha Đa Bỉnh Ma Ha Ma Đa Yết La Thệ, Ha Đa Diệt Giới, Ha Đa Giả Giả Đế, Ha Đa Đạt Ma Yết La Thệ, Ha Đa Bổ Hô Yết La Thệ, Ha Đa Bả Xạ Ba Đế, Ha Đa Lô Già Yết La Xạ Di, Ha Đa Đạt Ma Đề Mặc Đế, Ha Đa Tát Ba Ước Ư Ba Đà Na Nhược Nhớ Nhược, Tỳ Xá Thọ Thụ, Tỳ Giả Xã Nhược Nhược, Bà La Mạc Già Nhược Nhược, Lật Xa Án Đa, Bà La Già Độc Kỳ Ta Bà Ha. Thì Nam, Đà La Ni này làm khô dòng á dục, vượt biển khổ đến bờ giác. Các ông hãy chí tâm thọ trì, để thế giới Ta Bà nói lại cho đại chúng, vì sao vừa gọi Ta Bà có vô số việc ma, độc dược, độc trùng muốn tiêu diệt pháp lành của chúng sinh. Thọ trì chú này, các ông sẽ không bị năm dục quân ma hãm hại, huống gì là bị dục nhiễm. Nghe lời Phật dạy, Bồ Tát Nhật Hạnh Tạng, cùng vô số 100.000 dạng ức Bồ Tát trời người đều bạch Phật: Thế Tôn, công đức trí tuệ biện tài của Như Lai thật không thể nghĩ bàn. Từ xưa đến nay chúng con chưa từng nghe Đà La Ni đoạn dục như vậy.
Lúc đó 84.000 người nữ chuyên tâm lắng nghe, tinh kính chuyển được thân nữ kiên định tâm bồ đề vô thượng. Đức Phật đưa tràng hoa chim ba ca cho Bồ Tát Nhật Hành Tạng bảo: ông đến thế giới Ta Bà cúng dường Đức Thích Ca tràng hoa này và hai Đà La Ni trên. Bồ Tát im lặng vâng lời. 8 vạn Bồ Tát là bạch Phật: Thế Tôn, chúng con muốn đến cõi Ta Bà để gặp Đức Thích Ca và đại chúng để nghe pháp vi diệu. Phật nói: Thiện Nam, tùy theo ý các ông, hãy biến thành phàm thiên để đến cõi Ta Bà. Nghe lời Phật, các Bồ Tát đã biến thành phàm thiên, lạy Phật, diễu quanh ba vòng rồi ra đi. Để thế giới Ta Bà, Bồ Tát tung tràng hoa chim ba ca lên cúng dường Phật, cúi lại Phật, lui ra ngồi một bên. Lúc đó Đức Thế Ca vẫn đang giảng pháp cho vua Tần Bà Ta La. Cách Ta Bà vô số hằng hà xa cõi nước về phương Nam, có cõi nước Ca Sa Tràng đủ 5 trượt. Đức Phật thế giới ấy hiệu Sơn Đế Thích Vương, là Đấng Như Lai ứng cúng đủ 10 tôn hiệu, đang giảng pháp cho đại chúng. Đại Bồ Tát hương tượng nhìn lên hư không, chợt thấy có vô số A Tăng Kỳ Bồ Tát từ phương Nam đi về phương Bắc, lại thấy ở phương Bắc có ánh sáng lớn. Bồ Tát liền hỏi Phật: Thế Tôn, vì sao các Bồ Tát từ phương Nam đi về phương Bắc? Phật nói: Thiện Nam, cách đây vô số hàng hà sát quả Phật về phương Bắc có thể cõi nước Ta Bà độ 5 thứ ô trượt. Đức Phật thế giới ấy hiểu là Thích Ca Mâu Ni đang giảng pháp ba thừa cho vô số đại chúng để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chánh pháp được trường tồn, tam bảo không đoạn, tăng trưởng pháp hạnh, diệt cảnh giới ma, dựng cờ phướng chánh pháp. Chư Phật mười phương đã đến cõi đó, nói Đà La Ni bảo tràng, Đức Thích Ca vẫn đang giảng pháp cho các Bồ Tát. Thành văn đại chúng, chúng sinh ở cõi đó từ mặt đất đến hư không đều thích nghe pháp. Vì sao? Vì pháp do Đức Thích Ca giảng nói là pháp vi diệu, lời của Phật như vị cam lộ, làm cho người nghe không nhàm chán. Thiện Nam, ông có muốn đến thế giới đó để nghe pháp không? Ta muốn trao Đà La Ni tùy thuận không nhẫn cho Đức Thích Ca. Đà La Ni này có sức mạnh lớn tạo lợi lạc cho mọi loài, đoạn tham dục ba cõi, trừ các tánh kiêu mạn, sinh khởi tận trí và vô sinh trí, trừ vô minh u tối, đạt gánh nặng khổ xuống. Đức Phật liền nói chú: Đa diệt ta, đầu ma đế, đầu ma đế, ác kỳ đầu ma đế, bát la bà đầu ma đế, tác bà ca đầu ma đế, a bệnh kiếp bà, bội bệnh, na kiếp già, tí chu kiếp già, a bà mạc ha kiếp già, Ana niết giả kiếp bà, kiếp già, tỳ gia Phật lý đế kiếp già, tăng vô lũ giả kiếp già, anima kiếp khư lô giả na kiếp già, thi khí kiếp già, tỳ đế mị la kiếp già, hữu soma kiếp già, alo ola kiếp già, é kỳ kiếp già, gia bà mana kiếp già, vô lũ bả kiếp già, gia bà tỳ la na kiếp già, khảm số đà đế kiếp già, gia bà mana tỳ lan na đà đế kiếp già, đất lợi di bệ đà đế kiếp già, gia bà tỳ lan na đà đế kiếp già, và gia bà a phong bất đạt xà a bệnh ni ca phật đà đạt giả, tỷ bà na tỳ kỳ bà ana na 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 a bệ bồ na na tam lão đà la na na tác bà ca la na na la tác bà tăng tác tha na tỳ cù bả na na a hệ nhược na na xoa bà y lê y la mị lợi ta bà ha. Thiện Nam, ông hãy thọ trì Đà La Ni này đến cõi Ta Bà để giáo hóa chúng sinh. Thăm hỏi Đức Thích Ca, Bồ Tát hướng tượng thưa: Thế Tôn, con đã thọ trì Đà La Ni này đủ oai lực lợi ích để đến cõi kia, nhưng còn e ngại. Vì sao? Có nghe Phật dạy chúng sinh ở đó nhiều tham ác, người nói dối trá, độc ác, mê hoặc cả bậc trí đạt năm thông, làm cho họ mất hết công đức. Trí chỉ trong chốc lát chỉ bị đọa địa ngục. Vì thế con lo sợ. Đức Phật bảo: Thiện Nam, trên núi tuyết có 13 duyên làm cho gió trong hư không mát mẻ, giúp trừ nóng bức, nước sông suối đều mát. Thiện Nam, cũng theo có 13 nhân duyên để bậc trí tuệ đạt nhẫn vô sinh, phòng hộ thân tâm không khởi phiền não, sáu căn thanh tịnh không trôi trong vòng vô minh, giảng dạy pháp không chúng sinh, giúp kẻ tục nghĩa ngu đoạn si, đặt gánh năm ấm xuống. Thiện Nam,
Ông đã đủ 13 nhân duyên ấy, có sao lại sợ? Ông đã từng hóa hiện vô số thân tướng để giáo hóa chúng sinh như Phạm Thiên, Ma Thủ La, Đế Thích, Na La Diên, Trời, Dạ Xoa, Rồng, Atula, Chuyển Luân Thánh Vương, Thầy Thuốc Giỏi, Xác Lợi, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà, Đại Thần, Thanh Văn, Bích Chi Phật. Có sao giờ lại lo sợ? Thiện nam, cho nên lo sợ, ta sẽ giả các hạnh, các lành, không cùng tận được thọ ký. Nhất thiết trí hủy hoại bốn ma. Khi tam bảo trường tồn, diệt cảnh giới rồng độc, tiêu hết nghiệp ác của chúng sinh, từ bi độ sinh, cứu thoát ba đường ác, đem an vui cho tất cả muôn loài, trừ kiến chấp, ái, nguyện, pháp ác cho chúng sinh, giải cứu chúng sinh ở địa ngục, bỏ thân nữ đạt thân trượng phu, giảng dạy các ấm không cùng tận, trừ tâm canh ghét nơi chúng sinh, đạt thần thông tam muội không cùng tận, đưa chúng sinh đến đạo Bồ Đề, bỏ pháp thanh văn Bích Chi Phật giảng niết bàn tối thắng. Chúng sinh nào nghe pháp hạnh thọ ký không cùng tận này, khỏi lòng kính tinh sẽ trừ diệt tất cả vô lượng sinh tử, hằng hà sa nghiệp chướng, chúng sinh chướng, phiền não chướng, các pháp chướng ngại căn lành, không bị tội báo, không sinh vào cõi ác, trừ ba tội phải chịu quả báo. Năm vô gián, hủy bán chánh pháp, hủy bán thánh hiền. Chúng sinh nào nghe pháp đó chỉ trong một niệm khởi lòng tin thọ trì thì không phải chịu quả báo của hằng hà sa nghiệp ác thích tu căn lành. Khi hành hạnh Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát Bích Chi Phật La Hán khắp mười phương đều gia hộ thần lực, có nhiều của báu bố thí mãi cho được cả đầu mắt cốt tủy không canh ghét. Tâm luôn bình đẳng, gieo vào ruộng phước thù thắng, không thấy mình bán cho, không thấy người nhận, không bị trời rồng Atula Càn Tất Bà Dạ Xoa cản trở, trừ ba tội nặng nên phải chịu quả báo vì chư Phật Thánh Hiền không gia hộ người phạm ba tội trên. Sau khi hành giới ba la mật, luôn siêng năng an trụ nhẫn nhục, tâm luôn vui vẻ, tùy thuận, thương yêu chúng sinh như con một, như bản thân, được Thánh Hiền ngợi khen, được Đế Thích Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, Rồng Thần, Dạ Xoa, Nhân Phi Nhân, Xác Lợi, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà, Tôn Kính, Cúng Dường, không cao ngạo, không chê người, không thích cất chứa y phục, thức ăn, thân tâm, không lo buồn, mỗi ngày đêm hành sáu thời pháp, thức ngủ an ổn, đầy đủ vật dụng, thương yêu chúng sinh, tùy thuận mọi loài, lúc sắp chết được gặp chư Phật, được chư Phật khen ngợi. Hay thay, hay thay, đại trượng phu khéo giữ giới thanh tịnh, ngươi sẽ được sinh vào cõi Phật thanh tịnh, đạt vị mười địa. Nhờ thấy Phật, người ấy tâm thanh tịnh tâm, vui vẻ, xả thân sinh về cõi Phật, sớm đạt mười địa, không bao lâu sẽ đạt quả vị Bồ Đề vô thượng. Khi hành nhẫn ba la mật, được chư Thánh Hiền giáo hộ, đạt pháp nhẫn, không phân biệt kia đây ta chúng sinh, dù bị chặt tay chân hay bị xẹo mũi, tai, vẫn không sân hận, được trờ người cúng dường tôn kính, sớm đạt Bồ Đề vô thượng. Khi hành hạnh tinh tấn ba la mật, người ấy hành bốn nhiếp pháp giáo hóa chúng sinh, được trời người Atula Kalula Khẩn Đa La Ma Hồ La Già Dạ Xoa tôn kính, là bái cúng dường hương hoa tiếng tốt vang xa, được trời người yêu kính bảo hộ, thích gần gũi, sớm đạt Bồ Đề vô thượng. Khi tu thiền ba la mật cũng được hiện thánh giáo hộ, đạt bốn thiền bốn không, tam ma bạc đề, ngàn vạn tam ma đề, đạt Đà La Ni nhẫn, được cho Phật bảo hộ, trời người tôn kính cúng dường, mau chóng đạt Bồ Đề vô thượng. Lúc hành bát nhã ba la mật cũng được chư Phật Bồ Tát Bích Chi Phật La Hán gia hộ, tâm an ổn, xa lơi ồn ào, đạt pháp tối thắng, thành tựu căn trí thánh nhân, hoàn tất mọi việc, trừ lưỡi nghi, không chướng ngại trong các pháp, không bị trời người Atula tổn hại, được tám bộ chúng trời người cúng dường tôn kính bảo vệ gần gũi, từ cúng dường hoặc khuyên người các cúng dường, lúc sắp chết được thấy chư Phật mười phương, được Phật xoa đầu khen ngợi. Hay thay đại trượng phu sẽ được sinh về cõi Phật đạt mười địa. Nhờ vậy người này vui vẻ, xả thân sinh về cõi Phật, an trụ nơi mười địa, không bao lâu chứng quả Bồ Đề vô thượng. Thiện nam, Đà La Ni có đó có công đức oai lực lớn như thế, ông hãy thọ trì rồi đến cõi Ta Bà, không nên lo sợ. Thiện nam, Đức Thích Ca từng nguyện, chúng sinh tạo năm tội nghịch, hủy bán kinh Đại Thừa, phạm tội Ba La Di, không được sinh về cõi Phật thanh tịnh, sẽ được sinh về cõi ta, được ta giáo hóa. Vì thế, chúng sinh sâu ác đều sinh về cõi ấy. Thì nam, chúng sinh sâu ác đó, nghe Đà La Ni này suốt 7 năm hành các hạnh từ bi, không dao động, thương yêu,
bình đẳng, không nói hai lời, tô ác dối trá, thêu dệt, ngày đêm niệm Phật, thân tâm thanh tịnh, sáu thời chắp tay hướng về chư Phật mười phương, niệm Đà La Ni này, người ấy sẽ đoạn tất cả nghiệp chướng. Người đỡ nào muốn được tự tại thì ngày đêm sáu thời niệm Đà La Ni này suốt trong bảy tháng sẽ được tọa nguyện không còn thọ thân nữ cho đến khi đạt quả Bồ Đề Giới Thượng, trừ thể nguyện thọ thân nữ để độ sinh. Người đỡ nào muốn có người chồng tốt, được vào nhà giàu sang, có nhiều con cái hoặc không có con cái thì nên thanh tịnh thân tâm, đến nơi thanh vắng. Ngày đêm sáu thời, quỳ gối chắp tay hướng về chư Phật, chuyên tâm niệm Đà La Ni này sẽ được tọa nguyện. Thiện nam, Đà La Ni này có công đức uy lực lớn, từ xưa nay ông chưa được nghe. Đức Phật liền nói chú, Đa Điệt Tha Salamati Giả Giả, tức Sa Tì Giả Giả, Tỉ Mỹ Lý Đế Tì Giả Giả, Ba La Hà Đa Tì Giả Giả, Hỷ Lý Địa Tì Giả Giả, Nhân Địa Lợi Giả Tì Giả Giả, Bà Lã Tì Giả Giả, Bồ Thái Già Tì Giả Giả, Tam Ma Địa Tỳ Giả Giả, Đà La Ni Tỳ Giả Giả, Sạn Đế Tỳ Giả Giả, Tỳ Lê Gia Tỳ Giả Giả, Sa Na Tỳ Giả Giả, Bát La Nhược A Lưu Tất Giả Tỳ Giả Giả, A Nhận Xả Tỳ Giả Giả, Ma Già Tỳ Giả Giả, Ác Tỷ Nương Tỳ Giả Giả, Bát La Đế Tam Bệ Đa Tỳ Giả Giả, Một Bộ Mỹ Tỳ Giả Giả, Tất Điệt Na Tỳ Giả Giả, Maha Mai Hằng Lợi Tỳ Giả Giả, Maha Kaluna Tỳ Giả Giả, Maha Mâu Đế Đa Tỳ Giả Giả, Maho Ti Xoa Tỳ Giả Giả, Tất Lợi Di Tỷ Tỳ Giả Giả, Tác Đỏa Tỳ Giả Giả, Đạt Ma Tỳ Giả Giả, Đáp Mô Tỳ Giả Giả, A Lư Ca Tỳ Giả Giả, Bát La Đế Bà Na Tỳ Giả Giả, Bát La Đế Thâu Lư Đắc Ca Tỳ Giả Giả, Già Già Đa Tỳ Giả Giả, Ma Lư Đa Tỳ Giả Giả, Bát La Đế Đa Tam Lão Ba Đa Tỳ Giả Giả, A Thâu Na A Thâu Thâu Na Đa Tỳ Giả Giả, A Ni Mật Đa Tỳ Giả Giả, Yểm Bát La Ni Hệ Tỳ Giả Giả, Hầu Lũ Đa Tỳ Giả Giả, Cù Sa Tỳ Giả Giả, Giá Na Tỳ Giả Giả, A Tỳ Tam Ma Giả Tỳ Giả Giả, A Nộ Na Yểm Bà Ha Giả 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 La, Giả Giả La Tỳ Lão, Gia Bệ Khảm Xô Giả Giả La Tỳ Lão Tỳ Giả Giả, Tỳ Lão Sát Giả Tỳ Lão, A Ma Tỳ Giả Giả Tỳ Lão, A Tam Lão, Đà Giá La Tỳ Lão, Si Đà Tỳ Lão, A Ca Xá Tỳ Lão, Phiếu Bát Xá Ma Tỳ Lão, A Na Bà Ta Tỳ Lão, Ma Ha 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 Tỳ Lão, A La Ha La Tỳ Lão, U Ba Xá Ma Tỳ Lão, Tác Lợi La Tỳ Lão, Ta Bà Ha. Thì nam, Đà La Ni này có công đức oai lực lớn, lợi ích bảo hộ thương yêu thanh tịnh tất cả chúng sinh. Thì nam, hãy đến cõi Ta Bà với Đà La Ni này, thăm hỏi Đức Thích Ca như lời ta dặn. Nghe Phật giảng, tất cả đại chúng vui mừng, khen ngợi, thật hy hữu, không thể nghĩ bàn, được thấy bậc trí tuệ tối thắng lìa chướng. Đà La Ni này đoạn trừ tất cả nghiệp lớn, nhỏ, vừa, chướng hoặc gây trở ngại cho pháp lành, để chúng sinh mau chóng đạt đạo vô lậu. Bồ Tát Hương Tượng vui mừng nói kệ, Đà La Ni này thật vi diệu, tối thắng bậc nhất không gì hơn, đoạn hết nghiệp ác của chúng sinh, lại còn làm khô sông tội lỗi. Chúng sinh trôi lăn trong sinh tử, giờ được thoát khỏi không khổ não, chính nhờ nhân duyên sức phước đức. Chúng sinh giải thoát mọi khổ đau, khô cạn biển sinh tử ba cõi, sớm về cõi Phật, cõi thanh tịnh. Trôi trong sinh tử luôn lo sợ, luôn bị chướng hoặc gây trở ngại, trao đạo lăn lộn trong phiền não. Giờ chứng Bồ Đề Pháp tối thượng, tất cả chúng sinh không hủy hoại. Nếu ai được nghe Đà La Ni, siêng năng thọ trì luôn nhớ nghĩ, thành tựu trọn vẹn các công đức. Nói kệ xong, Bồ Tát bạch Phật, Thế Tôn, con đã tọa trì Đà La Ni này, xin đến cõi Ta Bà. Vô số A Tăng Kỳ, Bồ Tát xuất định bạch Phật, Thế Tôn, chúng con cũng muốn chiêm ngưỡng Đức Thích Ca và đại chúng, được nghe Pháp vi diệu. Chúng con chưa từng nghe Pháp Nhật Tạng, xin cho chúng con đến thế giới ấy. Phật nói, Thì Nam, hãy đi, hãy hiện thành thân Đế Thích mà đến đó. Nghe lời Phật, các Bồ Tát đều biến thành Đế Thích, lạy Phật, dạy quanh Đức Phật ba vòng, rồi ra đi. Chỉ trong nháy mắt,
Các vị đã đến cõi Tha Bà, tung rải các loại hương, ngô đầu chiên đàn, long thân lao cố, đa ma la diệp, trầm tủy, đa già la, tùy sáu thời biến dị, dân cúng Phật Tế Ca, cuối lạy Phật đi quanh ba phòng, lui ra ngồi một bên. Lúc ấy, Đức Thích Ca vẫn đang giảng pháp cho vua Tần Bà Ta La. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh để trọn thành Phật đạo.